em xin chào cả nhà. Và hôm nay em theo chiếc máy cày 4.6 chủ kêu bán. Thì hôm nay chiếc máy cày đang vào trong lô để bốc bao bì. Thì em vào review luôn cho cả nhà chúng ta xem chiếc máy cày này. Và nhân tiện đây thì cũng cho cả nhà chúng ta xem luôn cái đội cắt cây cao su bao bì. Đấy. Và luôn cả coi như là những người bốc bát lên máy cày nó như thế nào. Rồi xin mời cả nhà cùng đi với Lê Tuấn. Và lời đầu tiên thì Lê Tuấn xin chúc cả nhà chúng ta một lời chúc sức khỏe, một lời chào tràn đầy phúc. Vâng ạ. Và đã theo dõi kênh của Lê Tuấn thì chương trình kênh của Lê Tuấn thì mấy hôm nay thì Lê Tuấn cũng lên được mấy chiếc xe rất đẹp, nhưng mà rất nhiều người hỏi và comment cũng như điện thoại hỏi để mua. Thì Lê Tuấn xin cảm ơn. Còn những ai mà cần mua máy cày thì liên hệ với Lê Tuấn 0394 326 198. Vâng, và đây, đây mới là siêu phẩm của chúng ta. Một chiếc xe tức là Ford đồng tốc. Đấy. Đây đây quý vị. Đây chiếc xe này là đang còn kêu bán. Đây đây. Đang mới luôn. Xe này đang còn mới cáo luôn. Mười 18 4 30. Đấy, 18 4 30. Hoặc thì 5 mét. Đấy, hoặc 5 mét. Đấy. Thứ hai nữa là xe 4.6. Đấy. Đấy. Mấy? 4.6. 4.6 để sau. Đấy sao? Vậy? Đi đâu cũng đây là đội bốc xếp. Đây là hết bây giờ là một đội bốc xếp luôn của bốc cây này. Hôm nay review luôn cả một đội bốc xếp luôn này. Lên đường cả nhà chúng ta xem. Đấy. Đây. Đây lúc này là bao bì nhá. À, bao bì 1 mét, cái này 1 mét hết. Đây toàn bộ. Đây có những cây rất dài luôn, cao dài rộng hết một độ. Thế sao? Đây là toàn bộ đội bốc xếp của coi như là mấy ngày hôm nay. Đây, em nói đây, chúng ta theo dõi thật kỹ lưỡng nhá. Đây, đây Lê Tuấn review luôn chiếc xe 4.6 luôn. Đây, ta. Đây, cắt luôn đây à? À, ok. Đang review cái xe. Chiếc này mới đẹp rồi. Chiếc này đẹp. Cái này là cắt chè vôi vào. Hả? Cắt chè vôi chứ không phải lạng vào. Dạ, chè vôi. Chè vôi, chè vôi. Bác tính mua xe đi cắt cây à? Không. Mua xe về cho người ta. Anh nha là ngày xưa bắt lạng. Công ty Tuấn Bình Minh rồi này. Ai ba công ty cây dưới đường này cứ vào. Nếu mà cắt bao thì bỏ vào đúng không? Bán lạng giờ giá nhiêu anh? Bán lạng bây giờ giá 14 năm, nếu đẹp này là 14 năm. 14 năm hơn đó. Anh cho em cái số đi. Rồi 0394 326 198. 0394 326 198. Rồi có khi nếu như giá này em coi cái được thì vô hỏi tí nhập vào đây bao nhiêu lấy. Lên đây.
đây ra cái đường này cái dòng tay trái đến đây chỗ ngã tư dèo bờ với xe đây rồi ra ngoài đường kia số tám chạy lên đến ngã tư chỗ Thành Thước á, đường Phùng Hưng dèo tay trái là vào là toàn bộ đường đó là đường gọi là mọi công ty Phúc Khang rồi cái đèn đây đó nha. Phúc Khang là con gái, còn anh là công ty Tuấn Bình Minh. Tuấn Bình Minh. Tuấn Bình Minh. Cây nhiều lắm. Đúng rồi. Tức là em mới yên tâm em cái nơi chỗ nó hơn em là nó gần em cứ bỏ. Đúng rồi. Cứ vậy đi. Chờ đó vậy chờ nhiều. Mua xe về cho ta. Anh ra cũng 3-4 cái rồi nhưng mà anh bán trên trên kênh luôn. Anh bán trên trên kênh luôn. Đúng bán cho mấy cái, 4-5 cái. Anh mua được cái lô này là ngon đấy. Đây hơi bị đặc. Đúng không? Nhưng mà không cẩn thận nhưng không có lỗ. Lỗ. Cái này mà cưa cái lạng là lỗ. Lạng là lỗ, đúng rồi. Cưa ngắn thì vôi thì được. Vôi là tận dụng được hết hết cái cây. Đúng rồi, đúng rồi. Cái lạng thì cái cong đâu có tận dụng được. Đúng rồi. Vừa nãy thấy hai xe nhỏ chở ra rồi. Dạ cái còn 6 mẫu cây lạng là cây cầm đó đó. Đâu cứ đen đi cành cái trắng mà đẹp ok luôn giá cao không tiền lên anh cái đen chứ ví dụ em lấy xin lấy ra cũng được mà cứ trong ngày em lấy mà bà chị cứ lấy bà bà sáu mẫu bên Tân Quang cái trống này qua đó rồi chào bánh lão bánh lão luôn rồi, tốt đời luôn okay rồi vậy nhá cả nhà thông cảm nha, mình quay lại video khác nha. Video này bây giờ bắt đầu này. Bởi vì đang bận quay thì gặp ngay chủ cắt cây nói chuyện. Thì mình mua cả cây luôn nha. Mua cả cây luôn.